Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Không để các bạn đợi lâu nữa, video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện một chút về anh chàng nhà mạo hiểm tương lai. Đây là một sĩ quan pháo lựu của Đảng Trật Tự thuộc hệ thứ tư. Anh ta có 3 thuộc tính là pháo lựu, có khả năng tấn công vào các công trình và sử dụng kỹ năng rất tốt. Các công trình bao gồm căn cứ của kẻ địch, các đơn vị bộ binh ở dạng lô cốt và các công trình bản đồ trên Cairo. Nhìn tổng thể thì bộ giáp anh ta đang mặc có thêm hai cái cánh tay máy giống gã bạch tuộc ở trong bộ phim về siêu nhân người nhện nhỉ? Chúng ta sẽ xem bộ kỹ năng của anh chàng này có gì đặc biệt nhé. Kỹ năng chiến thuật có khả năng gây ra lượng sát thương là 1.800 và có 60% cơ hội giảm thời gian chuẩn bị kỹ năng đi 1 giây. Kỹ năng này giúp cho các sĩ quan có thể tung ra các kỹ năng nhanh hơn. Và kỹ năng thứ hai là kỹ năng dạng cân bằng. Anh ta có khả năng tăng cường kỹ năng sĩ quan lên 15% và kháng kỹ năng sĩ quan 15%. Một kỹ năng rất tốt và rất đáng giá với 180 tượng vàng. Kỹ năng thứ ba là một kỹ năng tấn công chung, có thể gây thêm sát thương lên đến 32% cho các công trình phòng thủ. Và kỹ năng thứ tư là kỹ năng tấn công của đơn vị pháo. Nó tăng cường 20% sát thương. Và khi anh ta được triển khai trên các đơn vị là dàn phóng tên lửa thì kỹ năng này được cộng thêm 5% nữa. Khi các bạn nâng cấp tất cả các kỹ năng này lên level 5, chúng ta sẽ đánh thức được anh ta. Kỹ năng thức tỉnh sẽ cải tiến lại kỹ năng chiến thuật, tăng hệ số sát thương thành 2.000. Nếu tấn công vào các công trình phòng thủ thì nó được cộng thêm 400 nữa, nâng tổng số thành 2.400. Và kỹ năng này nó sẽ chắc chắn giảm đi 1 giây cho đợt chuẩn bị kỹ năng tiếp theo xuống. Điều đó đồng nghĩa thời gian tung ra kỹ năng sĩ quan sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Với những người chơi có đủ 720 tượng vàng, các bạn có thể thức tỉnh ngay anh ta ngay lập tức. Nhưng với những người chơi chưa đủ số lượng này thì các bạn có thể nâng cấp kỹ năng theo thứ tự như sau. Đầu tiên chúng ta lựa chọn kỹ năng số 2, sau đó là kỹ năng chiến thuật và kỹ năng số 3 hoặc là kỹ năng số 4. Tại sao lại lựa chọn kỹ năng số 2? Kỹ năng số 2 này rất tốt cho tất cả các binh chủng và phù hợp để bạn có thể kế thừa nó cho các cái sĩ quan khác học tập. Do đó nó nên được nâng cấp lên level 5 đầu tiên. Sau đó bạn có thể lựa chọn nâng cấp kỹ năng chiến thuật để lấy hệ số sát thương lớn và thời gian chuẩn bị kỹ năng giảm đi, và bắt đầu bố trí anh ta vào đội hình chính của mình. Kỹ năng số 4 và kỹ năng số 3 thì các bạn có thể nâng cấp đều nhau hoặc là có sự ưu tiên phụ thuộc vào tình hình của bạn. Đối với các người chơi mới thì các bạn bắt đầu một tài khoản với các đơn vị pháo binh để làm chính. Thì tôi khuyến khích các bạn xem lại video series về pháo lựu cho người mới của tôi trước đây rồi, để biết cách nâng cấp và lựa chọn sĩ quan, kỹ năng học tập cho giai đoạn đầu nhé. Còn trong video clip này, tôi giả sử là bạn đã trải qua giai đoạn 75 ngày và có được cô nàng Antonia Shevchenko cho pháo binh rồi. Và nếu các bạn thích phong cách chơi là tấn công các công trình phòng thủ thì tôi sẽ khuyến khích các bạn nâng cấp anh ta như là một sĩ quan thức tỉnh thứ hai sau khi chúng ta có Antonia Shevchenko cho các đơn vị pháo. Và khi đó, huấn luyện kỹ năng sẽ là kỹ năng đặc biệt của anh chàng Thiên Lý Nhãn. Và kỹ năng thứ hai chúng ta sẽ lấy 30% hỏa lực của Gấu Điên hoặc 25% sát thương cho công trình phòng thủ của Spanner. Với hai kỹ năng này, nó sẽ giúp cho cặp đôi của chúng ta tung ra các kỹ năng nhanh hơn và tấn công vào các công trình phòng thủ của đối phương, nó gây ra được nhiều sát thương hơn. Và khi các bạn xây dựng được đơn vị pháo binh thứ hai, lúc này chúng ta sẽ cần 4 sĩ quan pháo binh. Thì tôi sẽ khuyến cáo các bạn nên sử dụng nhà mạo hiểm tương lai kết hợp với anh chàng Thiên Lý Nhãn. Đây là cặp đôi có thể giúp cho các bạn đốt cháy căn cứ của đối phương rất nhanh. Do chúng ta sử dụng Thiên Lý Nhãn để làm sĩ quan phụ cho nhà mạo hiểm tương lai, cho nên lúc này thì chúng ta có thể thay thế kỹ năng đặc biệt bằng kỹ năng dạng cân bằng anh chàng họa sĩ đại tài. Nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường sát thương và kháng sát thương 10%.
Khi các bạn xây dựng đơn vị pháo binh thứ ba, lúc này chúng ta sẽ cần có 6 sĩ quan pháo binh. Các bạn có thể lựa chọn anh chàng nắm đấm bong chích cho sĩ quan thứ 5 cần được thức tỉnh. Sĩ quan thứ 6 có thể là một trong số các sĩ quan quầy rượu mà bạn đã đầu tư. Tôi khuyến khích các bạn chọn cô nàng nữ thần tự do để tăng thêm tầm bắn cho các đơn vị pháo binh của các bạn. Và tới lúc này rồi, trò chơi có thể xuất hiện nhiều sĩ quan khác. Meta của trò chơi có thể thay đổi nên tùy thuộc vào từng tình huống mà các bạn đưa ra để lựa chọn cho nó phù hợp. Cho nên hãy theo dõi cái kênh của tôi để có thể nhận được nhiều lời khuyên hơn cho giai đoạn này nhé. Về đánh giá chung về nhà mạo hiểm tương lai thì anh ta sở hữu bộ kỹ năng tấn công rất mạnh, đặc biệt là hiệu quả khi tấn công vào các công trình phòng thủ của kẻ địch. Với kỹ năng chiến thuật rất là đặc biệt, anh ta nên được đặt ở vị trí là đội trưởng để giúp cho sĩ quan phụ có thời gian tung ra kỹ năng nhanh hơn. Anh ta nên được đi kèm với thiên lý nhãn, và nếu có thể thì triển khai trên các đơn vị giàn phóng tên lửa sẽ đem lại hiệu quả rất cao trong quá trình tấn công các công trình phòng thủ. Hy vọng là với những gợi ý trên đây thì các bạn đã có một tài khoản pháo binh rất là mạnh mẽ và trở thành chiến thần ở trên chiến trường nhé. Và nếu như các bạn thấy video clip này hay, hãy chia sẻ nó tới bạn bè của các bạn. Và đừng quên để lại cho tôi một like. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video kiểm thử về khả năng anh ta khi tấn công các căn cứ. Goodbye!